tin vào nhau. Và Trang nghĩ rằng là khi mà cái niềm tin đấy nó đủ lớn thì sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ để có thể nắm tay đi những chặng đường thật là dài. Anh chị có thể chia sẻ một số cảm xúc với thời gian năm nay thì Trang năm nghĩ rằng mùa của showbiz đám cưới rất là nhiều nhưng mà điều đấy thì Trang rất là sẽ cảm thấy rằng là khi mà các nghệ sĩ họ đã cống hiến rất là nhiều, họ tìm được hạnh phúc riêng của mình nhưng mà vẫn được khán giả quan tâm đón nhận, mặc dù là đều là những người đã họ sẽ lập gia đình này, có con này, nhưng mà vẫn được mọi người yêu mến, thì Trang nghĩ là đấy là cái điều hạnh phúc nhất. Một cái ý tứ tiếp theo, ý tứ đấy là những cái người nghệ sĩ luôn luôn vất vả cho cái công việc của mình, tham công tiếc việc nhiều, mà đôi khi là cái chuyện riêng tư, chuyện cá nhân lại cũng nhiều khi sẽ bị lẫn sao nhãng. Nhưng những cái đám cưới như này nó khẳng định một cái câu rất là rõ ràng rằng là tình yêu tồn tại. Anh chị đến đây đặc biệt ngoài món quà đấy, Lan chưa bật mí được, Lan nữa xin mời tham dự đám cưới xem biết. Ok. Rồi cái nhà máy này luôn ạ. À.